Ôi, mệt quá. Muốn xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hiện tại thì Muôn cũng có một cái buổi tối ở một cái nhà trưng bày, một không gian thu nhỏ những sản phẩm ưu tú nhất của người đồng bào dân tộc Chẻ Triêng ở đây nhé cả nhà. Thì hôm nay thì Muôn cũng muốn tâm sự với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn vài đôi lời về cái công việc Muôn thường hay làm ở nhà nhé cả nhà. Đó thì ngày mai ấy, thì Muôn cũng có một cái kế hoạch để làm, đó là đi thăm bà cô. Và trước là Muôn với Hiếu có mua một số đồ dùng để cho cô có thể là sinh hoạt ở trong nhà, cũng như một số bộ quần áo để cho cô mặc nhé cả nhà. Đó thì mai thì muốn muốn dẫn cả nhà đi xem cô có sử dụng được mấy cái đó hay không, có dùng được không, có mặc những cái đồ muốn với Hiếu mua không cả nhà. Một cái công việc nữa cũng rất là quan trọng, thì muốn làm một cái hệ thống nước để cô có thể sinh hoạt một cách là nó thuận lợi hơn cả nhà. Đó, cái này là cũng là một cái sự hỗ trợ từ quý mạnh thường quân. Thì Muôn cũng rất là xin cảm ơn quý mạnh thường quân đã giúp đỡ, cũng như là trao tặng trao niềm tin tới Muôn để Muôn làm những cái công việc này. Muôn hy vọng thì Muôn sẽ làm tốt để cho quý mạnh thường quân không thất vọng về những gì Muôn làm nhé. Muôn cũng chúc quý mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn luôn hạnh phúc bên gia đình của mình. Đây là một cái kế hoạch rất là dài hạn. Đối với người bình thường mình có thể là giúp đỡ một phần, ví dụ như là có thể là giúp một lần để cho người ta là sau này là tự trang trải. Nhưng với bà cô này thì bị mắc một cái chứng bệnh trầm cảm như thế nên là cũng rất là khó. Nếu mà mình làm một lần sau này mình không quay lại nữa thì không biết là cô sẽ như thế nào. Thì muốn muốn là tiếp cận dần dần để cho cô có thể là nói chuyện nhiều hơn với người lạ. Nhân đây thì Muôn cũng rất là mong tất cả mọi người thì nếu mà có ai bị bệnh như thế thì chúng ta là nên tiếp cận nhiều hơn để bắt chuyện rồi trò chuyện để cho người ta có thể là hòa nhập lại với cộng đồng nhé cả nhà. Bây giờ thì cũng khuya rồi thì Muôn cũng xin chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Sáng sớm mai thì mọi người sẽ theo chân của Muôn lên trên nhà bà cô để xem xét tình hình như thế nào, và lại Muôn sẽ làm những cái công việc gì trong ngày ngày mai cả nhà. Hy vọng là Muôn sẽ sớm hoàn thành cái này để trở về rừng nữa. Hai anh em cũng lâu lâu thì về về nhà, cũng vừa đi sinh tồn, nó cũng khá là bấp bênh. Mặc dù như thế thì hai anh em cũng chia sẻ những cái thời gian để cho nó phù hợp nhất nhé cả nhà. Cái gì? Phần chiều. Trong bà hả? Trong bà hả? Chạy ngồi bà chị ấy. Tôm, cái trà mà tôm. Cha mà tôm. Sắp ăn mì tôm. Mì gói bà chị già đâu? Đây, hôm nay tôi muốn đi kiểm tra lại cả nhà. À, có nồi vẫn có sử dụng nấu cơm này. Rồi nó chè mò rồi. Nó chè vào não rồi. Chà, mò gì. Nồi cơm ở đây nha. Mì hệ là hẳn mì hệ. Bây giờ thì Muôn sẽ đi kiểm tra xem một vòng nữa cả nhà để mình có thể là đặt mấy cái chỗ để bù nước. Có thể là tí nữa nếu mà muốn mua được cái bồn nước mình sẽ đặt ở đây nhé, để cho ra vào là sử dụng nước ở đây, đỡ nước nó bắn vào nhà, nhiều khi là bắn vào nhà nó ẩm ướt. Phê phê ukulele này rồi. Do cà ruột nó bình đạc cái gì ở biển nó dùng lạc á.
chuột tựa lạc mảng chuột á hả mềm tựa bằng tựa mình bia ruột à, chị khung tổ bác man chín vả nè chị ai chăm cái gì gì chị kinh dịp lạc phè ăn bia ra đi tựa đẹp bia tựa hả chị gì là tựa hả chị trên nhung đẹp thì mình là hùm sâu ra tùy dùng tựa là bì hả bà hả trên mùm đang bơm đẹp cái gì rồi cửa mùa này nó gió quá cả nhà đây là nó khăn nhỏ con rồi di chuột bà con đây chuột bên đưa mó di phải phải dưỡng di chuột phải dưỡng để bà con ở a pa đưa mó bà đưa má mà nó giặt đi nợ rồi cái dưỡng họ đi tới dị vài ngày ăn hắn đi chuột lo chuột mà hắn nợ sang con dưỡng tới đấy vài ăn được cả thì cơ bản là cô vẫn sử dụng được mấy cái đồ của hai anh em mua nhé cả nhà. Đây ấm nước thì đẹp đã mua về, nước thì chưa đun, gạo thì cũng lấy được, cũng nấu cơm được, gà ruột bẹp gà là dùng lạc á hả bà dùng này bẹp gà thì chắc cô không xài được, bữa sau thì chắc cũng phải nhờ thanh niên bà con sẽ kiếm một ít củi để chất cho cô ngoài kia cả nhà. Đây là chậu nước dùng của cô nhé cả nhà. Chậu này thì tí nữa buôn sẽ thay thế nó bằng cái bồ đi nóc để mình lắp vào một cái hệ thống làm nước. Hai anh em đang chuẩn bị đi đây chở cái bồn cả nhà. Đây là cái xe của anh Hoàng này, gọi là cái xe kéo, xe lôi á. Lôi cũng là kéo mà. Bây giờ trong thôn thì chỉ có anh Hoàng làm được mấy cái này thôi cả nhà. Ngoài ra thì muôn cũng không nhờ được ai đâu. Nên là hai anh em cũng hay đi với nhau, làm việc với nhau thì nó tiện hơn. Xe lôi cho con cũng muôn thì ngồi xe lôi cả nhà. Đó. Mình cũng phải đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, mặc dù hôm nay là chủ nhật. Này là xe tốc độ cũng được cả nhà, xe cũng khá là nhẹ nhàng, nói chung là nó cũng không xa lắm. Bây giờ để cắt ra từ nhà buôn tới cái chỗ lấy bồn đó khoảng 3 cây số. Này cái này là 500 lít này cả nhà. Đó. Để tí nữa hỏi giá xem bao nhiêu nhé. Hả? Mua phi. Phi 500 lít này. Ở đây là có nhiều bồn lắm. 1 2 3 cái bồn ba loại. Muôn sẽ lấy một cái bồn nhỏ này thôi cho một người sử dụng nhé cả nhà. Bây giờ lấy đầy đủ những vật dụng cần thiết rồi cả nhà. Có một cái ống nước này nhé. Bây giờ chắc phải lên đây thôi. Ngồi lên xe. Rồi đi thôi. Đi từ từ thôi. Hút, lấy nhanh kịch. Nguy hiểm quá.
tắc hà tắc. Bộ khung chân thì cơ bản cũng đã có hình hài rồi. Tiếp theo thì hai anh em sẽ hoàn thành những cái bước còn lại nhé cả nhà. Hai anh em vừa mới hoàn thành xong cái khung này cả nhà. Bây giờ thì có cái xe ở kia sẵn, tí nữa mình sẽ đưa lên xe rồi mình sẽ di chuyển qua nhà bà cô bên kia. Tới nơi rồi cả nhà. Rồi. Ok. Về lên. Chốt lốt. Chưa đó. Sao lại đi? Có điện này cả nhà, đây này, cô đang ngủ nhá, bây giờ anh em buôn vào vô thế che nhung hùm da đi vào chuột á. Che anh ho ra đi lo hùm sâu nó ăn và hả mấy cái đồ này trong che vào lại. Ăn cơm chưa? Ui trời ơi, chắc vẫn chưa còn, vẫn còn. À, chắc ăn cơm rồi. Ăn xong rồi thôi. Bây giờ thì anh em mình lên thế này. Ui. Ai lấy còn lấy. Thank you.
Nước. Sao ở đây bữa sau làm một cái hầm ở đây nữa. Không nặng như vậy là mình đặt đúng vị trí. Đây 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 đây. Đây là cái dàn bồn hệ thống nước thì anh em cũng muốn đã lắp như thế này cả nhà. Nó cũng rất là cao. Cao để làm gì khi nào mà cô cần ấy. Cô có thể là bắc một cái vòi ở đây xuống để có thể là tắm rửa trực tiếp ở đây luôn cũng được cả nhà. Đó, một chút nhìn nó cũng hơi cao. Nhưng mà không sao, càng cao thì nước nó xả xuống càng nhanh cả nhà. Hiện tại thì anh em cũng dọn sơ qua một chút để cho cái bồn nó dựng đứng lại cho nó bằng ấy cả nhà. Còn mấy bữa sau nếu mà muốn đi rừng về thì sẽ phát động thanh niên dọn dẹp một chút cái ngôi nhà này. Khả năng sau này nếu mà được thì mình sẽ mua thêm cái bình vôi để quét cho nó sáng sủa bên trong nữa. Hiện tại thì anh em đang làm cái hệ thống nước đây cả nhà. Nhờ nước của anh em này để sau này cô cậu em này sẽ bơm nước cho bà cô nhé. Bà cô thì cũng không thể là chủ động bơm nước được nên là anh em nhờ hai vợ chồng ở đây là trông coi nước. Nếu mà nước hết hoặc là nước đầy thì hai vợ chồng sẽ tự động tắt cho cái cô này nhé. Mốm xả mà đâu xả nước thử đi. Bây giờ là hệ thống đã hoàn chỉnh rồi cả nhà. Bây giờ xả đợi xả nước bắt đầu. Nghe nước rồi bạn ơi, có nước rồi. Cái nước đang kêu rột này. Cái chỗ này bị gãy à? Nhưng mà còn lâu mới tới cái bồn kia. Nếu mà bơm trực tiếp chắc là nó sẽ nhanh hơn. Đó. À, mọi người xem nhé, có nước rồi. Cái đứa rồi là cái này mà lắc lắc rồi, ra ngoài cái mày giờ này hư,
đi ra mày. Chắc còn lâu lắm. Trả thử nhá. Đấy, có nước rồi cả nhà. Đó, đây là nước rửa, nước tắm ở đây. Để buôn đi gọi bà cô xem cái hệ thống nước này như thế nào nhá. Xem cô có vui hay không. Rồi, đây buôn nhà đó. Hên chưa bà? Hôm nay được chưa? Đó, xin lỗi. Qua đây, đây mang cái dép đi. Chị Tường, đẹp, nhìn đẹp thì bạn. Mới ngủ dậy cả nhà. Nãy là bà cô đang nằm ở đây, nghỉ ngơi. Đây là giường chiếu này. Đừng nhìn rõ đến đợi cho con. Đó, tức là hai anh em mua mấy cái đệm này, nói chung là nó cũng nó đệm nhỏ. Cái giường này nó cũng chưa sửa được nữa. Đợt này đi về xong rồi sẽ sửa lại cái giường chiếu này cho nó gọn gàng một tí, rồi mình sẽ làm cái nệm ở trên trong này cả nhà. Đó, lợp nệm ở đây. Giờ đi xem qua phản ứng của bà cô trên thế nào nhé. Đó, đi rồi. Đó, đẹp rồi. Nhìn đẹp ạ. Dạ. Không trâu nó rồi hả? Đó. Tăng voi o hơi rồi. Vên môi rồi. Đó, đẹp. Dùng sang được chặt. Dùng sang chặt. Đó, hiểu đó. Đó, cái kia rồi kìa. Hả? ยืมมาเตะเตะ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 ยืมม
tắm này, vừa ăn uống tắm giặt ở đây. Bây giờ tôi muốn thiếu một cái chậu, một cái xô nhé. Để xem ngày mai hoặc là tí nữa mình muốn rảnh mình muốn sẽ mua cái chậu với cái xô để cho cô đặt ở đây để cô có thể là tắm giặt hoặc là lấy cái xô để xách mua trong nhà làm nước dùng. Muốn cũng cảm ơn thằng em nhá, hỗ trợ về mặt nước. Ở đây thì tất cả mọi thứ là anh giao cho em hết. Về cái hệ thống nước nôi rồi tắt mở rồi nước cũng như điện nhé. Là em cố gắng hỗ trợ ăn một phần như thế. Anh cũng rất là cảm ơn. Đó, nhìn cô nhỏ rất là dễ thương. Anh rất là em rất là cảm ơn anh nhiều hơn nhé. Nói chung là cái công trình này nó chưa xong đâu. Bây giờ nó còn sau này nó nhiều. Ví dụ như nếu mà một người bình thường ấy mà không bệnh tật gì thì có thể là hỗ trợ một lần thôi. Còn với cô này nó dài lắm. Có thể là anh sẽ gửi tiền mua đồ ăn này, mua đồ ăn hoặc là gạo này thế kia ấy. Có thể là anh đưa cho em có mua đồ ăn cho cô, mua cho cô. Nhiều khi là cô không mua được, cứ đưa tiền này thế kia cũng không biết. Nhiều người họ tốt thì họ không sao, nhưng mà nhiều người là họ mà suy nghĩ ấy thì nó khó lắm. Nhá. Rồi, cảm ơn em nhiều. Anh Hoàng đi qua xem hệ thống nước của mình ở đây này. Thật ra thì cái mọi hệ thống ở đây cả nhà. Đó thì Muôn cũng rất là cảm ơn anh Hoàng đã hỗ trợ là giúp cho Muôn nhé. Hàn này, cái lắp ráp mấy cái thứ này thì Muôn thì không làm được mấy cái này đâu. Đó, Muôn thì mới nhờ anh cũng là một thợ chuyên làm về xây dựng nên là anh cũng rất là rõ. Hồi đầu thì Muôn định làm cái chân bồn tới đây thôi, nhưng mà theo ý kiến của anh bảo là làm cao một tí cho nó nước nó chảy nó mặn. Ví dụ như tắm rửa, muốn tắm rửa trực tiếp thì có thể là tắm rửa ở đây. Đấy, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Cái gì để sau này là hai anh em mình nếu mà đi rừng cũng hỗ trợ nhau này. Còn ở trong nhà cũng thế, có việc gì thằng em nhờ thì anh nhớ giúp đỡ cho nhá. Rồi, ok. Chào ba, sao thì chúng ta chơi bà hả? Cô chưa nấu cơm, hiện tại thì anh em cũng xong việc mỗi người về nhà rồi, mọi người. Còn cái thùng mì tôm, nghe rồi chị già chị, hả? Mì tôm. Mì tôm.
Cô bảo là tối nay ăn mì tôm với cơm. Hiện tại thì cũng chưa có đồ ăn, để xem ở trong túi muôn còn bao nhiêu, mai sẽ nhờ thằng em mua đồ ăn nhé. Cái tôi biết ở trên liền là mùm cái ruột trệ cái dưới bác. Đã trên là dưa cho là ruột lạc á. Hứng? Trên là tiền thì dưa là ruột lạc á. Để xem nào, trong túi còn bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ tôi luật trẻ bé đó, muốn đưa một chút tiền cho cô để mai cô mua đồ ăn cả nhà. Bây giờ thì mấy anh em thì cũng không mua đồ ăn, nãy giờ tập trung lo làm cái bồn xong rồi, có tầm đấy là mình cũng xong cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Nói chung là cái này là làm nó lâu dài cả nhà, không thể mình cũng không thể làm một ngày hai ngày được. Nếu mà với một người bình thường ấy thì mình có thể là hỗ trợ một lần, còn là cô thì như thế này thì chắc muốn cũng phải thường xuyên ghé thăm rồi kiểm tra xem những cái đồ ăn uống này cô sử dụng như thế nào. Cô bảo là để từ từ, mắm này vẫn dùng được này, đây hạt nêm này cũng dùng rồi này, muối bột canh có này. Rồi à, chị lo rồi bá. Chiều hôm sau in ăn đẹp anh lo rồi hả? Ai ăn một trời thì lo là cái đẹp anh. Chị thì lo dùng ăn xem bên biệt, vài hôm sau nó ăn.